Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Lo ông Mr. Naot bị nợ ém đá, đơn vị Midground Việt Nam nhắn nhủ, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Ban tổ chức Midground Việt Nam hy vọng Phan Sắc Đẹp có thể bỏ qua chuyện cũ mà chào đón ông Naot đến Việt Nam. 13 giờ ngày 23 tháng 3 sắp tới. Chủ tịch mid International là ông Naoas cùng với 8 mid cấp tỉnh sẽ đến Việt Nam. Trong chuyến đi này, tổ chức mid sẽ cùng đơn vị quốc gia khảo sát và chuẩn bị những công tác tổ chức mid International 2023. Mới đây, ban tổ chức mid Việt Nam đã có vài lời nhắn nhủ gửi đến cộng đồng fan sắc đẹp. Theo đó, trưởng ban tổ chức của mid Việt Nam hy vọng rằng netizen có thể thể hiện tinh thần hiếu khách của người Việt Nam khi khách đến nhà. Các em, các bạn thân mến, mong chúng ta hãy thể hiện tinh thần hiếu khách, bỏ qua chuyện cũ và luôn thân thiện, thân ái của người Việt Nam khi khách đến nhà. Đoàn sang Việt Nam cũng góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, con người Việt Nam, chúng ta hãy nên chào đón bằng tinh thần thân ái nhất, mãi yêu. Có rất nhiều sự lựa chọn nơi để cho các cô gái đến nhưng Mr. Nawaz đã chọn Việt Nam, tôi nghĩ rằng điều này thể hiện một tinh thần cầu thị, hòa bình. Việt Nam chúng ta có câu đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Mong các bạn sẽ chia thông điệp cao đẹp này của người Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó, phía mid Grand Việt Nam cũng có đôi lời về việc ông Naot cho các thí sinh livestream để bán hàng. Theo đó, bà cho rằng mỗi quốc gia sẽ có những văn hóa kinh doanh khác nhau và mọi người nên rộng mở với quan điểm của những nơi khác bởi lẽ ai cũng làm ăn chân chính bằng mồ hôi và chất xám của mình. Mong rằng chúng ta luôn thể hiện tinh thần văn minh, mến khách. Hãy nghĩ rằng trên đường đời của chính mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng cần được đối xử thân ái như vậy. Trước đó, ông Nauach đã gây mất điểm trầm trọng khi từng công khai chê bai cơ thể của hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Chính vì vậy đã có rất nhiều khán giả tuyên bố sẽ quay lưng với cuộc thi này. Tuy nhiên, hầu hết ý kiến đều đồng tình rằng nên cư xử văn minh nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tập thể chung. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.